Mẹ chỉ cần con quay về đường tù với mẹ với con 5 tuổi. Tất cả lỗi lầm ba mẹ đều ra cho con hết. Nghĩ sao con mình đang quay về được rồi đẹp ơi. Con xin lỗi mẹ. Dạ, công trần xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn trong mọi nước. Thì trong thời gian vừa qua phải nói là rất nhiều cô chú anh trên cộng đồng mạng vẫn là vô cùng quan tâm đến cái câu chuyện người mẹ cùng con rể lên đường để báo án tìm người con gái và người vợ mất tích của mình, mà đi lửa đường thì dừng xe thì con rể bỏ chạy vì lý do như thế nào. Thì hôm nay trong thời gian vừa rồi thì công trần đã đăng tải video lên để hy vọng là cô chú anh chị trên cộng đồng mạng chia sẻ và lan tỏa, và cũng rất may mắn là cái video vừa rồi cũng được rất nhiều sự quan tâm của cô chú quý khán thính giả, cũng được trên dưới 3 triệu lượt quan tâm người xem. Vì vậy hôm nay thì công trần nhận được cái nguồn tin chị gái hiện nay đã tìm được người con gái ruột của mình, đang nghi ngờ là thời gian vừa rồi là con rể có thể là dùng nhiều cái, có thể là nhiều cái cách để con gái có thể là mất tích. Thì đến giờ phút này thì câu chuyện được sáng tỏ và được rõ ràng. Hy vọng là cô chú anh chị và các bạn hãy xem hết cái video này để biết rõ cái câu chuyện nội dung sao. Rồi em xin phép em chào chị. Trong cái thời gian vừa rồi thì chắc chắn là chị và gia đình cũng biết đến câu chuyện vừa rồi các anh em ở đây đăng tải trên cộng đồng mạng, phải không ạ? Dạ em biết. Thì hôm nay thì con gái chị là về rồi, chính thức là đã về rồi và đang ngồi bên chị rồi. Chị có thể nói lại là con là họ tên của chị cụ thể là gì, và chị nguyên quán ở đâu, và trong thời gian vừa rồi thì con gái chị xảy ra chuyện gì, và chị đã đến đây để nhờ hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng như công trần đăng tải và tìm kiếm con gái chị. Thì chị có thể nói rõ chuyện này. Dạ, em tên là 27, ở tổ 4, ở Cống Tre, xã Kiên Bình, Kiên Lương, Kiên Giang. Dạ. Rồi chị có thể nói rõ là con gái của chị trong thời gian vừa rồi mất tích mà được người con rể là báo tin cho gia đình bên vợ cũng như chị, đúng không ạ? Để tìm kiếm vợ và cũng như con gái của mình. Câu chuyện như thế nào thì chị có thể chia sẻ cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Dạ, thì lúc đầu thì con rể em có báo tin về là nói con gái em nó đi qua tới Củ Chi thì nó mất tích. Đó, đến khi em lên đây thì em hỏi thằng con rể, thì thằng con rể lúc nó nói gì nó lúc nó nói khác. Đó, cho nên á, lúc đầu á, thì lúc thì nó nói là nó đi mằng bên Củ Chi. Rồi xong á, sao nhờ cái vụ cái điện thoại đó em mượn coi, mà nó báo là em giật điện thoại, cho nên có đến bên công an kia thì con rể khai lại là con rể đi bị người ta lừa bán ba cam. Đó, bị con rể bị lừa bán ba cam, cho nên em có nghi ngờ đó. Sau này em có nghi ngờ là sợ con em có dính chung đường dây với con rể em đó, nhưng mà bây giờ thì không có chung đường dây dính dắt với con rể em, nhưng bây giờ thì sự thật là em cũng đã nhờ các anh em YouTube đó đã giúp đỡ cho em tìm được con em. Thì em cũng rất là biết ơn cộng đồng mạng. Trước nhất em xin cảm ơn cộng đồng mạng cũng đã giúp đỡ cho gia đình em rất nhiều, và bên đội của anh hiệp sĩ Hải cũng rất là giúp cho em cũng rất là nhiều chuyện, từ cách đi tìm kiếm con em. Hơn nữa em cũng xin cảm ơn là bên con rể em có trình báo với bên anh YouTube, bên anh YouTube đó tên gì em quên, anh Hóng 24 TV gì đó, cũng đã tìm kiếm cho đến ngày hôm nay đã gặp con em. Thì nói chung bây giờ em gặp con em đó là em xin cảm ơn tất cả các anh em hết trơn với cộng đồng mạng đó, em rất là biết ơn. Rồi, dạ. Chị có thể chia sẻ lại cái câu chuyện trong thời gian vừa rồi chị về đây nhờ sự giúp đỡ của anh Nguyễn Thanh Hải cũng như công trần để đăng tải tìm kiếm thông tin con gái chị mất tích, đúng không ạ? Dạ. Chị có thể chị nói rõ lại cái câu chuyện trong thời gian vừa rồi. Đến giờ phút này thì chắc chắn là chị sẽ rõ mọi chuyện, tại sao con gái chị mà bỏ đi. Chị có thể chia sẻ cho
cộng đồng mạng biết chọn chuyện này? Dạ thì cho đến từ khi em đến đây có nhờ bên anh Hiệp Sĩ Hải và anh Công Trần giúp đỡ em, thì đến nay mọi việc đã sáng tỏ. Khi con em bữa nay em tìm kiếm gặp con em thì em mới sáng tỏ ra, vì lý do thằng dễ em đã quýnh con em nhiều lần và đã từng đóng cửa phòng lại bóp cổ, còn hâm đe dọa nếu như con em nói là nó sẽ bắt về bắt con nó đi, cho nên con em sợ là không dám khai, còn hâm he đe dọa đến cha mẹ nữa, còn dùng nón bảo hiểm quýnh lên đầu con em. Bữa nay là em mới biết, nhưng mà thằng con rể em đăng thông tin lên là đổi thừa cho em là quýnh con gái em bằng nón bảo hiểm, nhưng thật sự bữa nay có trước mặt anh Công Trần, con gái em khai là thằng con rể dùng hai cái nón bảo hiểm quýnh lên đầu, rồi xong còn lôi từ ở mí nhà trọ vô phòng thứ năm quýnh con em là mình mẩy, là đến bữa nay là khoảng 20 mấy ngày đó, nó vẫn còn thương tích bên hông nữa đó. Thì cái thông tin đến giờ phút này quá rõ ràng về người con rể của chị, phải nói là một người con rể quá dã man, đúng không ạ? Mình phải dùng những từ đó thì có thể miêu tả hết được cái câu chuyện này. Người con gái bé bỏng của chị hiện nay đang ngồi bên chị là phải nói là rất nhút nhát, về đây đến giờ phút này tinh thần vẫn còn chưa được bình ổn, mà khuôn mặt thì vẫn đang rất sợ sệt một người chồng, một người đàn ông, đúng không ạ? Sống kề mình cũng rất nhiều năm tháng qua. Thực sự đến giờ phút này thì em mới biết được chính thức cái nguồn tin là con gái chị cung cấp, là con gái chị đã từng bị người con rể dùng bằng dây xít ở cái quần, ở những cái quần sọc, đúng không ạ? Yeah. Để xiết cổ vợ, mục đích chính là cho vợ gọi là không còn sống nữa. Yeah. Đúng không ạ? Yeah. Và đã từng hăm đe gọi là con gái chị, và dùng mọi thủ đoạn để biết được chị có tài sản. Yeah. Để có thể là thủ tiêu, để có thể là tìm cách để chiếm lĩnh những số tài sản đó thành của mình. Cái nguồn tin đến giờ phút này là cộng mong đồng mạng chia sẻ và lan tỏa, gọi điện nhắn tin cho em rất nhiều, là con rể chị không phải lý do mà bị lừa, bị rũ rỗ sang Campuchia, đúng không ạ? Yeah. Đến giờ phút này thì mọi thông tin quá rõ ràng, là rất nhiều người làm chứng và rất nhiều nguồn tin và rất nhiều thông tin tin nhắn là chính con rể chị là người trực tiếp đánh con gái chị, và con gái chị đã bỏ đi, và trong thời gian con gái chị bỏ đi thì con rể chị là tìm đường sang Campuchia để bán thận, đúng không ạ? Dạ. Đó, vì một người thực sự là không có tài, không có chịu khó làm ăn, và đường cùng không có tiền, là tìm cách bán thân, là người đàn ông đi bán thận, đúng không ạ? Dạ. Nhưng vì rất nhiều lý do mà yếu tố là con trai chị không bán, con rể chị không bán được thận ở bên đất nước Campuchia, vì vậy quay trở về và xóa toàn bộ những tin nhắn, những hình ảnh đang lưu trữ trong điện thoại. Dạ. Đúng không ạ? Không muốn cho gia đình bên vợ biết được cái thông tin sự thật là đã đánh con gái và đã đi bán thận. Mọi thông tin tất cả là con rể chị khai, tất cả mỗi một lần báo cho gia đình, đúng không ạ? Yeah. Mỗi một lần một khác nhau, chị cũng nhận điều đó không ạ? Dạ, yeah, dạ, yeah. Đến yeah. Tất cả các cơ quan đều khai khác nhau luôn. Yeah. Con chị đến công an khai cũng không đúng, bản thân em ở đây là em nhận diện định được là con rể chị khai hoàn toàn không đúng sự thật, mà em đã tư vấn cho chị để phải nhờ các cơ quan chức năng để vào cuộc. Thì hiện nay thì các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc, yeah. Đang tiến hành vào cuộc để xác minh thực tế con gái chị mất tích lý do gì và con rể chị là ai. Thì rất may mắn đến giờ phút này thì đã tìm được thông tin và nguồn tin và chính xác, và hiện nay con gái chị đã được trở về, yeah. Cùng với gia đình, yeah. Thì hôm nay đến đây tiếp tục đến đây để công khai cái video này để cô chú anh chị trên cộng đồng mạng chúc mừng, trước hết là chúc mừng gia đình, yeah. Cái thằng lại biết rõ cái thông tin con rể chị là người như thế nào, đúng không ạ? Yeah. Chị có thể chia sẻ rõ cái câu chuyện mà trong thời gian vừa rồi con rể chị báo tin cho rất nhiều anh em trên mạng là chị là người đánh con rể chị, có đúng không ạ? Dạ, có bữa đó em có mở lên về em nghe mấy đứa cháu mở cái bên hóng TV 24 nói ai cũng điện lại cho em, bà nhìn con rể bà tố giác bà quýnh con gái bà bằng nhiều lần bằng nón bảo hiểm, cho nên con gái bà nó mới hơi giảm trí nhớ đó. Nhưng thật sự bây giờ bữa nay em đến đây á, khi mà dắt con em về được thì con em đến có khai với anh Công Trần á, thật sự là nó dùng nón bảo hiểm nó quýnh con em đó, mà nó dám đổ quan cho em là sự thật. Rồi, trong thời gian vừa qua con gái chị hiện nay thông tin là trong thời gian sống ở tại Củ Chi, hai vợ chồng sống chung trong vòng trên dưới 3 tháng, con rể chị đã đánh con gái chị nhiều lần bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, trên dưới 20 lần, rất nhiều lần phải móc mồm móc mắt bé gái là con gái chị. Dạ, nó vì nói vậy là mấy con ngày ăn sợ. Cơm không được luôn. Dạ. Dạ. Đó. Bởi vì thực sự là con rể chị là khai
báo với công an hoặc rất nhiều các thông tin khác là hoàn toàn sai sự thật. Dạ. Và còn biết rõ là chị có cần nào tài sản và tìm cách thế nọ tìm cách thế kia, phải không ạ? Dạ. Hiện nay chồng chị đã gọi điện cho con rể chị biết cái thông tin này chưa ạ? Dạ, nãy chồng em có gọi điện kêu con rể qua đừng gặp mặt bên anh công trần, nhưng thằng rể nói là muốn gặp thì phải đi qua bên công an, mấy muốn càng gặp mặt thì phải qua bên công an chứ không có qua bên đây. Đó. Con rể chị hiện nay nếu như qua đây là biết rõ thông tin là tất cả các anh em hiệp sĩ ở Bình Dương này đã biết rõ bộ mặt thật của con rể chị, vì vậy không có dám qua đây để đối chứng những cái sự việc, những việc làm sai trái của mình, đúng không ạ? Chị nghĩ sao về điều này? Thì bây giờ em cũng không biết nói sao giờ, thì dù gì cũng là thằng con rể em, nhưng mà những chuyện nó nói vậy á, thì bây giờ em cũng trước cộng đồng mạng em cũng không biết dùng lời nào để nói. Thật sự là bữa nay em mới biết là sự thật là con rể em nó đối xử với gia đình em, với con em tàn ác đến như vậy đó. Là bữa nay cũng từ lời nói con em ra, tại vì khi ở gia đình dưới nó cũng đã từng quýnh con em rồi, nó mỗi lần mà nó dặn lên là nó đóng cửa, nó không cho con em vô nhà sống bên em, mà nó còn dẫn vậy nữa chứ nói chi mà lên đây. Em thừa biết con em lên đây coi, em với cha nó cũng nói Điệp ơi, con đi theo á chồng con là con chỉ có con đường chết thôi, nhưng vì con em quá thương chồng mà nó vì bỏ cha bỏ mẹ bỏ đứa con gái 5 tuổi lại cho em nuôi để nó đi theo chồng nó, cho đến hôm nay đó bị chồng quýnh ra nông nổi vậy mà phải không dám về không dám báo tin cho cha mẹ, trốn ở được cái chị trọ giúp đỡ, người ta thấy thương tình người ta giúp đỡ cho ở, ta cho tiền ăn, ta cho tiền ăn cho cơm ăn sống đến ngày nay, nhưng vì sợ cha mẹ quýnh nữa, cũng như là nói cha mẹ không cho đi, rồi mà miễn đi về thì bị cha mẹ quýnh, cho nên cũng không dám là báo về cho gia đình luôn đó. Thì em thấy sự thật, em thấy con em á thật sự bây giờ em thấy con em nói không nên lời, vì phải cho giặc vào con đường có nhà mà không dám về, chị quá thương thằng chồng. Bây giờ em cũng không biết nói sao, em cũng không biết nói sao trước cộng đồng mạng. Trong cái câu chuyện để tìm người thân, phải nói là từ trước đến giờ em gặp cái câu chuyện gia đình nhà mình là một câu chuyện phải nói là vô cùng cảm động nhất, mà cũng lấy được rất nhiều cái sự yêu thương của cô chú trên cộng đồng mạng, vì câu chuyện phải nói là vô cùng chân thật. Một gia đình đi tìm một người con gái và một gia đình đi cùng một người con rể về đây báo thông tin để tìm con và tìm vợ, nhưng mà vợ chưa tới nơi thì con rể đã bỏ chạy. Vì đó lý do như vậy, đó là một cái mắc xích để con rể chị là thực sự là không có trung thực thôi. Nhưng dù gì đến giờ phút này em không biết nói gì hơn cả, xin chúc mừng chị với cùng một toàn thể gia đình vẫn là một cái sự thành công mong đợi, đúng không ạ? Dạ. Bởi vì ai cũng mong muốn là chị nếu có duyên mà nếu may mắn là chị sẽ gặp được con. Dạ. Đúng không ạ? Mà đến giờ phút này thì chính thức được gặp rồi, đúng không ạ? Dạ. Rồi em xin phép chị để em có lần nói chuyện với bé Điệp một xíu ha. Dạ. Rồi chú chào bé Điệp ha. Rồi con có thể là con nói rõ là con họ tên đầy đủ là gì và con sinh năm bao nhiêu? Dạ, con tên Nguyễn Hiếu Hồng Điệp, sinh năm 1998. Rồi cho chú biết lý do tại sao con đang ở quê mà hai vợ chồng rủ nhau về Củ Chi để chung sống và làm công việc gì? Dạ, tại vì đó con nghe ông anh ở bên chồng con nó lên đây sẽ có chỗ làm cho hai chồng con, nên là bên con ra con làm, nghe lời theo lên chỗ, cái cuối cùng là cũng hai chồng cũng không có làm được, rồi tự động buông chải kiếm gì việc này việc khác làm, anh sao làm gì hai chồng làm của nó. Trong thời gian đó thì hai vợ chồng sống chung ở trong mấy căn nhà trọ ở tại Củ Chi là bao nhiêu thời gian? Dạ, 3 tháng rưỡi. 3 tháng rưỡi. Trong 3 tháng rưỡi thì con thấy chồng con hành xử đối xử với con như thế nào? Cũng đánh đập con nhé. Đánh đập con cụ thể bao nhiêu lần, con có thể nói rõ để cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết rõ cái câu chuyện thực hư bộ mặt của chồng của con. Dạ, của con. Dạ, 13 lần. Đánh 13 lần. Dạ. Đánh dùng bằng những cái gì, con có thể là nói rõ, con có hoặc là nhớ khung ngày giờ được không? Dạ con không nhớ ngày, nhớ đánh con bằng những cái gì? Dạ
dao. Bằng dao. Dao và dây, cái dây của bục xiết quần đúng không? Dạ. Cái dây đó dùng bằng cái gì để đánh con? Dây đó là làm thế nào? Dạ, xiết cổ. Xiết cổ. Dạ. Lúc bây giờ con có kêu được không? Dạ, không. Không kêu được. Dạ. Xiết cổ con là để mục đích chính làm gì con biết không? Dạ, giết con như con chết. Giết cho chết luôn. Dạ. Chồng con tàn ác với con. Như vậy là từ khi nào? Dạ, từ cách mà mới cưới vậy đó, con mới có được có 1 tuổi rưỡi à. Từ khi mới cưới là con đã phát hiện là chồng con là gọi là đánh con nhiều hình thức dã man đến mức độ như vậy. Dạ. Sao con không báo đi? Tại con quá thương chồng. Con. Quá thương yêu chồng. Dạ. Con có báo tin cho ba mẹ con biết không? Dạ, đó con cũng có lên nói với ba mẹ con rồi. Ba mẹ con chửi con bỏ rồi con. Để con quá thương con không có bỏ một cái là ba mẹ. Quá thương ha. Dạ. Nên không có nghe ba mẹ. Dạ. Đúng không ạ? Một mực là yêu chồng hết mình. Rồi, trong thời gian sống chung ở Củ Chi là tổng cộng là đánh con 13 lần. Dạ. Và trong 13 lần đó là đánh con bằng những cái gì? Con có thể nói rõ hơn được không? Dạ, đánh con bằng cây chổi, với cọng dây, với dao dựng đâm con. Dao bằng gì? Dao bằng sắt? Dao thái. Dao thái mới. Dao thái mới là đánh bằng con bằng hình thức nào? Có chảy máu không? Dạ, có cổ con cũng có chảy máu. Rồi. Với lưng con cũng bị thương tích. Có dùng bằng tay chân đánh con không? Có đạp con nữa. Đạp vào mặt luôn, vào đầu luôn. Dạ. Đạp không? Có. Dạ có. Đạp vô lưng con, chung chỗ nào cũng đạp hết trơn á. Gọi là chúng đâu thì đạp đó. Dạ. Một người chồng vô cùng dã man. Rồi. Lúc đó tại sao mà con không tìm cách nào đó để con kêu người ta cứu hoặc con tìm cách để thoát trở về? Con không có số điện thoại của ai hết. Con không có điện thoại, con không liên lạc với ai. Dạ. Lúc bây giờ con có sợ hãi không? Lúc chồng đánh tra tấn, đánh đập, hành hạ con như vậy. Con có sợ hãi trong lòng con, trong đầu con đang nghĩ gì? Con có nghĩ gì không? Dạ, con nghĩ là con mong là ai đó thấy là nên cứu giúp con. À, con hy vọng lúc bây giờ ai thấy là cứu giúp con. Dạ. Lúc bây giờ đánh con là có khóa cửa đấy không? Dạ, có khóa cửa sổ là vít bụng luôn. Ở trong họng ấy bật cái đèn ngủ. Khi đó người ta ai ta cũng biết. Nên là nghe tiếng hành giọng con nó chửi con. Con đánh con binh binh luôn người ta nghe. Đánh nghe binh binh luôn? Dạ, người ta nghe người ta đập cửa mà đập cửa vô không được. Nói ai mày vô trong tay đi giết chết luôn. Mà đây sâu cửa vô, một đám người vô cửa vô tay cũng không được nữa. Nó nói vô đi con lấy dao con đâm giết chết. Trời cô đến có đâm con mà không mà cũng khó. À, có hôm mà, hôm đó là có đâm nhưng mà không có trúng. Dạ. Và con ý định trong đầu là hôm nay đánh như thế này là quá sợ hãi rồi. Dạ. Hy vọng là được ai đó phát hiện được để cứu con ra. Dạ. Nhưng mà chồng con đã khóa toàn bộ cửa. Con không có cách nào để thoát thân được. Dạ. Và rất nhiều người cũng tìm cách cứu. Nhưng chồng con hăm dọa nếu ai vô, sẵn sàng. Dạ. Đâm chết. Dạ, nó giết người đó luôn. À, ai vô là sẵn sàng. Dạ. Đúng không ạ? Rồi. Lúc bây giờ là con có thấy sợ không? Dạ, sợ. Rất sợ. Dạ. Rồi, chú, cho chú hỏi, tại sao mà con bỏ đi? Mà bỏ đi là từ thời điểm nào đến giờ phút này là bao nhiêu ngày? Dạ, con đi giờ được cũng hơn gần 20 ngày. Con đi đến giờ phút này là gần 20 ngày. Rồi, con đi những cái thời điểm đó là con làm những công việc gì để con kiếm sống? Con không có làm công việc gì hết. Con sống ở đâu? Dạ, trong tấm đầu đó là con đi qua bên Giả Bàn. Rồi nhờ con có một anh kia, anh thấy điện thoại con cũng kể nghe. Con trải bàn là phụ bàn ha? Hay là sao? Hay chẳng bàn? Qua chẳng bàn? Dạ. Rồi, đúng rồi, rồi. Con nói tiếp đi. Rồi, xong ảnh cũng cho con vô ở chợ. Mà khi đó là anh cũng mua đồ ăn này cho con nói là em là trốn chồng em nên không có khó khăn được. Có nhờ anh cho em ở tạm chỗ nhà trọ em đi. Anh cũng sáng đi làm tới 2:30 chiều mới về. Rồi. Thì trong thời gian đó thì con sống bằng cái gì nữa trong vòng 20 ngày vừa rồi? Con ở những đâu? Nó con mới đi làm thang bỏ. Sao lúc bây giờ con ra ngoài sao con báo tin cho ba mẹ là con đã bị chồng đánh đập và con phải bỏ trốn? Tại sao con không thông tin? Dạ, tại con sợ. Sợ? Con sợ điều gì? Dạ, con sợ lắm. Ba mẹ con lo cho con, sợ con đang lo con, thì con không muốn cho ba mẹ con biết. Con sợ là ba mẹ đang quan tâm với con sẵn rồi. Và bây giờ con báo tin như thế này là ba mẹ rất lo cho con. Vì vậy con đang giấu. Con không muốn cho mọi người biết là con đang đánh đập mà đang bị lang thang như thế này. Dạ, con... Nếu như con cho biết đó là bên chồng con là sẽ giết con sợ, con không có dám cho ba mẹ con biết. Chồng con báo tin cho con là nếu như cho ba mẹ biết là chồng con sẽ giết con. Dạ.
vì vậy con rất sợ. Chồng con nhắn tin cho con hay là không, đó là hay là hăm dọa ngay chỗ Củ Chi, là nó có nói con là nếu như con đi ra đi mà về có gặp tài trạng bắt đầu là nó giết con chết rồi lại là không có cho ba mẹ con biết, nên con cũng giấu không cho ba mẹ con biết. Càng như vậy con càng sợ chồng mình nhiều hơn và không dám thông tin cho ba mẹ biết là con đang bị đánh đập. Thời điểm bây giờ con đang thang trong đầu, con đang nghĩ gì? Con sợ là chồng con nó bắt gặp con à, con đang thang trên đường mà con chỉ sợ, sợ nhất là chồng con bắt gặp được và tiếp tục đánh đập con. Đến giờ phút này con còn điều gì muốn chia sẻ? Có điều gì con có gì thương chồng con không? Tại sao con không thương? Giờ con cũng không biết nữa. Con có hận chồng con không? Dạ. Con có hận chồng con không? Dạ. Bởi vì trong thời gian vừa rồi chồng con đánh con rất nhiều. Dạ. Mà những thông tin mà chồng con gọi là thông tin trên mạng cũng như khai báo với các cơ quan là không có đúng sự thật. Dạ. Đúng không ạ? Về đây cũng vậy, không đúng sự thật. Đến giờ phút này là mọi chuyện rõ ràng. Tới đây con còn tiếp tục cái cuộc hôn nhân hay không? Dạ không. Không ha. Dạ. Bây giờ con còn thương nữa không? Dạ không. Hết thương rồi ha. Dạ. Rồi. Hôm nay thì con được chính thức được trở về và cùng tất cả người thân hiện nay, đúng không ạ? Yeah. Con còn hiện nay thì con đã biết được cái chú chưa nói chuyện cái vấn đề mà trước đây chồng con, bây giờ chú đang hỏi con. Trong cái thời gian mà trước đây là ba mẹ đang ngăn cản con rất nhiều lần vì rất nhiều lý do khác nhau, yeah. Mình không có hỏi lại nữa. Đến giờ phút này là con có nhận được những cái điểm sai của con đối với ba mẹ mình không? Dạ, nhiều cái lỗi của con sai. Lỗi sai. Tại vì con phải là ba mẹ con không, ba mẹ nói con nó không nghe. Tại lúc đó cũng quá yêu chồng con, thương chồng con. Lúc đấy là quá thương chồng con nên cãi lại ba mẹ. Dạ. Bây giờ con thấy hối hận không? Dạ, hối hận. Hối hận. Con biết lỗi rồi. Dạ. Con bây giờ hiện bên biết lỗi là con quay ra con nói chuyện với mẹ. Quay lại nói chuyện với mẹ nào. Dạ, không biết lỗi mà xin lỗi mẹ. Mẹ chỉ cần con quay về đồng tâm với mẹ với con 5 tuổi, tất cả lỗi lầm ba mẹ đều ra cho con hết. Nghĩ sao con mình đang quay về được rồi đẹp ơi. Con xin lỗi mẹ. Mẹ sẽ không cho con đi đâu, dù bất cứ cái gì mẹ không cho con đi đâu hết nữa. Mẹ tha lỗi cho con. Trong các cuộc tìm kiếm cuộc tìm kiếm của gia đình mình phải nói là thực sự là bỏ rất nhiều tâm huyết công sức để tìm con, bởi vì không nghĩ rằng đến giờ phút này con được gặp lại. Em không nghĩ rằng là giờ phút này con em chỉ nghĩ con em nó mất xác rồi. Em không ngờ con em không nghĩ con em còn sống. Bản thân chị cũng như gia đình về đây thông tin báo tin cho các anh em hiệp sĩ ở đây. Thì các anh em đây cũng nhận định là khả năng cao là con chị sẽ không còn. Nhưng mà gia đình phải hết sức bình tĩnh để anh em cố gắng để xác minh thông tin. Nhưng đến giờ phút này thì cũng trên 20 ngày rồi, đúng không? Dạ. Thì phải nói là một cái sự đáng vui mừng, con chị đã trở về đoàn tụ cùng gia đình. Mà bé gái, con gái chị bé Điệp thì hiện nay cũng biết được, cũng nhận được cái lỗi sai của mình. Vì trước đây không nghe lời cha mẹ, phải cãi lời cha mẹ để đi theo người chồng của mình, đúng không? Để đến mức cũng phải đau khổ như thế này. Đến giờ phút này thì cũng xin lỗi ba mẹ rồi, bé cũng nhận được cái sai rồi. Hy vọng là trong những ngày tháng tới thì bé cố gắng phụ giúp cha mẹ mình và nghe lời cha mẹ mình nhiều hơn, Điệp nhé. Dạ. Con còn điều gì muốn chia sẻ trên cộng đồng mạng không? Bởi vì trong thời gian vừa rồi rất nhiều các cô chú, các anh chị, không những ở Việt Nam mình, ở tất cả các quốc gia trên thế giới đã quan tâm câu chuyện con bị mất tích. Con có điều nào con muốn chia sẻ, muốn cảm ơn tất cả mọi người không? Nói đi.
có gì con nói đi, trong lòng con nghĩ sao con nói đi. Có mấy chú đây rồi, đâu có gì đâu sợ nữa, con nói đi. Không gì sợ nha. Từ nay giờ đi không ai làm gì con hết. Nói đi, có mấy chú có mẹ đây, con đừng có sợ, con nói hết đi. Có sao con cứ nói, con không sợ gì. Con sợ. Con sợ con. À, kính thưa cô chú, anh chị trên cộng đồng mạng, trong thời gian vừa qua thì cái câu chuyện của mẹ bé Điệp và toàn thể gia đình đã về đây nhờ sự giúp đỡ của anh Nguyễn Thanh Hải cũng như Công Trần để tìm kiếm thì Công Trần và các anh em đây đã đăng tải rất nhiều thông tin lên, thì nhận được rất nhiều sự đóng góp, chia sẻ, bình luận, góp ý, nhắn tin, gọi điện cho rất nhiều các anh em ở đây, nhất là cho Công Trần. Thì giờ phút này đã có thông tin chính thức và hai mẹ con và toàn thể gia đình đã được gặp nhau. Một cuộc tìm kiếm phải nói kết thúc phải nói vô cùng có hậu. Chị còn điều nào muốn chia sẻ, muốn cảm ơn cộng đồng mạng không ạ? Dạ, em xin cảm ơn tất cả cộng đồng mạng và bên anh Hải như những anh em YouTuber đã giúp cho con em quay trở về. Suốt đời này em không quên ơn vì em còn gặp lại con em trên cõi đời này. Ơn này em sẽ ghi nhớ suốt đời của em. Em không bao giờ quên tất cả các anh đã giúp cho gia đình em tìm gặp con em. Em xin cảm ơn tất cả cộng đồng mạng và các anh nhiều lắm. Yeah. Trong cái câu chuyện này phải nói là rất nhận được rất nhiều sự quan tâm trên cộng đồng mạng. Công Trần thực lòng không biết nói gì hơn cả, xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị đã quan tâm trong những video vừa rồi Công Trần đăng tải. Hy vọng là những video như thế này được lan tỏa rộng rãi nhiều hơn nữa, để có thể là tìm kiếm được rất nhiều người thân, các nhiều bé trai bé gái cho các cô chú, các anh chị. Em không biết nói gì hơn cả, xin chân thành cảm ơn cái cuộc chia sẻ của gia đình chị trong thời gian vừa rồi. Dạ. Chúc chị cùng với lại bé Điệp và cùng toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn bình an, luôn luôn thành công rất nhiều trong cuộc sống. Hy vọng là bé Điệp quan tâm đến mẹ mình nhiều hơn, vì ba mẹ bây giờ cũng lớn tuổi rồi. Chú chúc qua con luôn luôn là sáng suốt, thông minh. Chúc chị dồi dào sức khỏe. Dạ, xin chân thành cảm ơn chị rất nhiều. Con cảm ơn chú, cảm ơn cộng đồng mạng đi. Cảm ơn chú, cảm ơn cộng đồng mạng đã giúp cho con tìm lại mẹ. Tìm lại mẹ và gia đình của con. Rồi, chú cảm ơn con rất nhiều ha. Dạ, Công Trần xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.